Dạ hiện tại bây giờ thì có chú của Beken cũng ra bên ngoài đỡ lấy hàng của chú anh chị. Phía bên trong nhà chị Loan thì hiện tại bây giờ cũng có các cô chú cũng đến mua hàng ủng hộ cho chị Loan rất là nhiều luôn rồi cô chú anh chị. Sớm không? Dạ. Dạ. 200 ký gạo cho Hồng Anh phát từ thiện nè. Dạ. Dễ quá. Cô ở đâu đến cô? Ở Pháp hả? Dạ. 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 Cô vừa xuống sân bay rồi cô ghé lại đây luôn hả? Dạ. Dạ. Rất là quý luôn. Dạ. Dạ. Cô có ở đây không? Cô có đạo từ thiện không? Có, cô đưa cho Hồng Long. Có gì cô Hồng Long có phát cho. Dạ. 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 Sáng hôm nay có cô ở Pháp của chú chị, cô cũng vừa đáp máy bay xuống thì cô chạy đến nhà Hồng chị Hồng Loan, cô mua đồ của cô chú chị. Dạ, cô cũng cho làm gì có đấy, cầm nước cho chú đi. Làm từ thiện ha, làm từ thiện để cô đem 200 ký gạo đến gửi cho chị Loan đỡ phát từ thiện cô chú chị. Dạ con chào cô chú nha. Dạ. Rất là quý luôn cô chú anh chị. Thì cô từ ở Pháp cô đón máy bay về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì cô đến nhà chị Loan luôn á cô chú anh chị. Và cô có đem 200 kg gạo để đến gửi cho chị Loan đỡ phát từ thiện á cô chú anh chị. Dạ thì giờ vừa rồi chị Loan cũng đi công việc cô chú anh chị. Cô ở Pháp về. Cô từ Pháp cô đón máy bay về đến sân bay Tân Sơn Nhất á, xong cô ghé lại nhà chị Loan luôn. Rồi cô mua rất là nhiều hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú anh chị. Vừa rồi thì cũng có chú của Beken cũng ra rinh 200 kg gạo của cô ở Pháp về nước cô chú anh chị. Thì cũng gửi tặng cho gạo. Ờ có gửi gửi tặng 200 kg gạo để cho chị Loan phát từ thiện á. Và một nguồn thông tin nữa là chị Loan bé bánh trung thu nha các bạn. Bánh trung thu thì cũng có các cô khán giả cũng comment rằng là chị Loan bán bánh trung thu rất là cao cấp thì các cô khán giả cũng nói rằng là chị Loan cũng nên bán một loại bánh trung thu bình dân để phục vụ cho các cô chú khán giả có thu nhập thấp á thì cũng sẽ mua được những chiếc bánh của trung thu của chị Hồng Loan. Hiện tại thì chị Loan bán bánh trung thu của chú anh chị, nói chung là mặt hàng của chị bán ra thì loại cao cấp cho nên là cũng rất là đắt tiền luôn. Thì các cô chú có thu nhập thấp cũng comment trên kênh của Quynh cũng nói rằng như vậy cô chú anh chị, chị Loan cũng nên bán một món hàng bánh trung thu giá bình dân nữa thì cũng sẽ có đông các cô chú đến ủng hộ hơn. Dạ phía trước thì có Beken và chú của Beken hiện tại bây giờ cũng đi công chuyện hả cô chú anh chị. Chị Loan được khán giả mua hàng ủng hộ rất là nhiều luôn hả cô chú anh chị. Có khán giả và thank you.
Chị Loan thì ngày nào cũng có rất là đông khán giả đến mua hàng để ủng hộ cho chị luôn. Ngày hôm nay chị Loan cũng nhập rất là nhiều bánh trung thu luôn nha cô chú anh chị. Cô mua rất là nhiều đồ ăn luôn á cô chú anh chị. Cô đến mua rất là nhiều đồ luôn á cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ thì cũng có anh rapper đến nhận hàng để đi vào cho khách nha cô chú anh chị. Vừa rồi thì trời mưa cũng rất là lớn luôn á cô chú anh chị, nhưng mà khán giả cũng đến mua hàng cho chị Loan rất là đông luôn. Phía trước thì anh rapper hiện tại bây giờ anh cũng đang nhận hàng để đi giao cho khách.